Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta tiếp tục với cái chủ đề xe preference trong Android. Ở bài trước phần 1, ở trong cái loạt bài Android tutorial bài số 46 thì mình đã giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta có thể put dữ liệu vào cũng như là get dữ liệu ra với dạng dữ liệu đầu tiên, đó là boolean truvo, đúng không? Thông qua cái tutorial đó là làm thế nào để chúng ta có thể check được lần đầu tiên cài đặt app. Thì hôm nay thì trong cái phần 2 này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách mà chúng ta put dữ liệu vào cũng như là get dữ liệu ra một số cái kiểu dữ liệu nữa. Đây, chúng ta quay trở lại với lại cái project size preference Android lần trước. Mình nhắc lại rằng cái phần 2 này mình sẽ tiếp tục code trên cái source code của cái thằng phần 1, cho nên là bạn nào mà chưa xem phần 1 của mình thì các bạn vui lòng xem trước khi xem phần 2 nhá. Rồi. Đây, mình sẽ giới thiệu lại cho bạn nào chưa theo dõi các cái class mà chúng ta thiết kế trong cái tutorial này. Đầu tiên là chúng ta có một file mình đặt là myCellPreference. Ở trong cái file này chúng ta sẽ viết những cái hàm put dữ liệu vào cũng như là get dữ liệu ra, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ thiết kế một cái class tiếp theo, mình đặt tên đó là DataLocalManager. Đây chính là cái file mà chúng ta sẽ định nghĩa xem là chúng ta sẽ lưu những cái gì vào trong cái thằng myCellPreference. Ok, và cuối cùng đây mình sẽ nhắc lại rằng là chúng ta sẽ khởi tạo cái này. Chúng ta sẽ khởi tạo cái thằng Data Local Manager này trong một cái file application. Đây, mình đặt tên là My Application. Cái thằng này thì mình sẽ khai báo ở trong cái thằng Android Manifest. Đây, các bạn để ý. Ok, đó là một số những cái mà mình đã giới thiệu rất là kỹ trong cái phần 1 rồi, thì các bạn vui lòng xem giúp mình nhá. Rồi, tiếp tục quay trở lại cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Ở cái video lần trước chúng ta thực hiện put một cái boolean value, đúng không? Và get một cái boolean value. Thì cái thằng setPreference này nó sẽ hỗ trợ chúng ta lưu những data với dạng dữ liệu gì. Thì các bạn có thể, đây này, các bạn vào cho mình cái thằng editor.put. Các bạn ấn cho mình Ctrl cách. Đây, các bạn thấy rằng nó sẽ liệt kê cho chúng ta tất cả những cái mà cái thằng setPreference nó hỗ trợ chúng ta lưu dữ liệu, đúng không? Cái boolean thì mình đã giới thiệu rồi này. Ngoài ra nó có thể lưu put một cái string, put một cái thằng float, put một cái thằng in và put một cái thằng long như thế này. Ok, thì cái định dạng put thì nó vẫn là key value quen thuộc. Ở đây có một cái nó khá đặc biệt, đó là cái thằng put string set, đúng không? Key, và ở đây các bạn cần truyền vào một là mảng dữ liệu kiểu string. Thì cái này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể nhá. Rồi, đây, chúng ta sẽ tiếp tục. Giả sử như các bạn muốn lưu một cái dữ liệu dạng string vào trong setPreference thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn có thể copy cho mình cái dòng này cũng được. Đây, copy cái hàm chúng ta viết rồi, đúng không? Chúng ta đổi tên. Ở đây mình sẽ đổi tên đó là put string value. Thì đầu tiên đó là cái thằng string key, tiếp theo là cái value mà các bạn lưu data, đúng không? Thì các bạn khai báo cho mình một cái string. Đó, đây các bạn vẫn khai báo một cái thằng setPreference như bình thường. Các bạn khai báo một cái thằng editor. Đây, các bạn chỉ cần thay thế cho mình cái hàm put boolean ấy, thì chúng ta sẽ thay thế đó là cái thằng put string, đúng không? Key value. Đó, rất đơn giản thế thôi. Tiếp theo, đây các bạn có thể copy cho mình cái hàm này để chúng ta get một cái string từ trong setPreference ra. Các bạn đổi tên. Ở đây các bạn đặt tên ví dụ như là get string value. Tham số truyền vào đó là một cái key, đúng không? Các bạn khai báo một cái thằng setPreference. Rồi, chúng ta sẽ thay thế cái thằng này đó là getString. Đó. Thì đây, đầu tiên thì vẫn là key, tiếp theo là cái thằng giá trị default ấy, thì với cái dữ liệu string thì các bạn có thể tùy thích. Thì thông thường chúng ta sẽ để cái giá trị default của nó đó là cái ký tự trống như thế này. Đúng không? Đây, các bạn biết tại sao nó báo đỏ không? Bởi vì cái hàm này chúng ta đang để kiểu trả về đó là boolean, các bạn đổi cho mình cái này là string. Đó, rất đơn giản, đúng không? Thì mình chỉ làm thí dụ cho các bạn một cái thằng string thôi nhá. Còn những cái thằng khác đây, ví dụ như là float này, in này, long này, đây là những cái mà các bạn cũng sẽ sử dụng khá nhiều, thì cũng tương tự thôi. Ok, rồi, thì sau khi viết thiết kế hai cái hàm này rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái thằng Data Local Manager để chúng ta định nghĩa những cái mà chúng ta sẽ lưu vào trong setPreference, đúng không? Rất đơn giản thế thôi. Rồi, thì các bạn làm tương tự giống như cái thằng boolean vào nhá. Đây, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để mình giới thiệu cho các bạn một cái dạng dữ liệu nó khá là đặc biệt. Đây này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thằng lạ nhất là cái thằng put string set như thế này nhá. Rồi, đầu tiên các bạn viết cho mình cái hàm để chúng ta put dữ liệu vào, đúng không? Các bạn copy cho mình cái dòng này, cái hàm này cũng được.
Đây, các bạn đặt tên. Ở đây mình sẽ đặt tên là put string set value. Đúng không? Rồi, các bạn thay thế cho mình cái hàm editor.put string này này. Các bạn sẽ khai báo cho mình cái thằng put string set. Lập tức là nó sẽ báo đỏ cái thằng value, đúng không? Tham số truyền vào thì các bạn phải thay thế cho mình ở đây, các bạn khai báo cho mình một cái set này. Đây. Sau đó các bạn truyền string vào và các bạn đặt tên. Đây, mình sẽ đặt tên là value thêm chữ s này. Đó, các bạn truyền cho mình cái thằng này vào trong này. Đó, nó hết báo đỏ. Đúng không? Đây là cái hàm put dữ liệu vào. Cái hàm tiếp theo là cái hàm get dữ liệu ra. Đây thì mình lại copy từ cái thằng này. Đấy, cho nó nhanh, mình chỉ đổi tên thôi. Đó là get string set value. Ok, đây, các bạn đổi cho mình cái đối tượng trả về của cái hàm này. Đó là một cái thằng set string như thế này. Đúng không? Thì đây các bạn chỉ cần thay thế là get string set này, key và cái thằng default value. Ở đây thì các bạn sẽ set cho nó một cái giá trị mặc định trả về. Thì ở đây thì mình các bạn có thể khai báo cho mình một cái set này string, các bạn đặt tên. Mình ví dụ như đây mình sẽ đặt là value default, đúng không? Sẽ bằng new. Đây các bạn khai báo cho mình bằng head set này, các bạn chấm phẩy. Sau đó thì các bạn truyền cho mình cái value default vào trong này. Ok, rất đơn giản, đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong cái thằng data local manager để chúng ta định nghĩa là chúng ta sẽ lưu cái gì vào trong cái thằng share preference. Đây thì tương tự với lại hai cái hàm này thôi. Ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm, mình sẽ copy rồi mình sẽ sửa cho nó nhanh nhá. Đây các bạn khai báo cho mình đó là public static void set, đúng không? Mình ví dụ như ở đây mình sẽ set một mảng tên của cái thằng user nhá. Đây mình sẽ đặt là set name user như thế này, đúng không? Tham số truyền vào đó là một cái thằng set string. Đây các bạn đặt tên. Ở đây mình sẽ đặt là name user, đúng không? Rồi các bạn gọi cho mình này data local manager get instant my share preference. Đây put thì các bạn thay thế cái hàm tương ứng của nó, chúng ta sẽ put cái thằng đây string set value, đúng không? Rồi ở đây thì các bạn cần khai báo cho mình một cái key để chúng ta lưu vào trong share preference, đúng không? Tương tự giống như cái thằng này. Đây các bạn có thể khai báo cho mình như sau. Đây mình sẽ đặt tên là preference name user như thế này, đúng không? Đây cái value thì các bạn đặt tùy thích. Đây mình sẽ đặt giống như cái thằng tên của nó luôn. Đó, sau đó các bạn thay thế cái thằng này vào đây cho mình. Đó, cái thằng thứ hai đó là cái thằng value. Thì đây, chúng ta sẽ truyền cái thằng này vào trong này. Vậy là xong cái hàm set name user. Bây giờ sẽ là cái hàm để chúng ta get dữ liệu ra, đúng không? Thì đây các bạn lại copy cho mình cái thằng này rồi chúng ta sẽ sửa cho nó nhanh. Đó, các bạn đổi cho mình cái kiểu dữ liệu trả về. Kiểu trả về đó là một cái thằng set string, đúng không? Các bạn đổi tên. Ví dụ như đây mình sẽ đặt tên đó là get name user, đúng không? Đây các bạn thay thế cái hàm tương ứng đó là get string set. Và cái key các bạn cần phải truyền đúng cái key mà chúng ta lưu vào trong share preference nhé. Vậy là xong. Đây chính là hai cái hàm mà chúng ta cần thao tác. Rồi, bây giờ các bạn quay trở lại cho mình cái thằng main activity. Chúng ta sẽ thực hiện put dữ liệu vào trong share preference. Đây mình sẽ xóa cái thằng lần trước mình thực hiện put cái thằng boolean đi nhá. Rồi, đây cái thằng này không cần thiết thì mình sẽ xóa đi này. Rồi chúng ta sẽ thực hiện put dữ liệu như sau. Các bạn khai báo cho mình data local manager. Đây các bạn chọn cho mình cái thằng set name user. Thì tham số của cái thằng này chúng ta cần truyền vào đây đó là một cái set string, đúng không? Tức là một mảng name của cái thằng user ấy. Thì các bạn cần phải khởi tạo cái đó cho mình đã. Đây các bạn khai báo cho mình set này string. Các bạn đặt tên. Ví dụ như đây mình sẽ đặt là name user bằng new headset như thế này. Đó, sau đó thì các bạn add dữ liệu vào trong cái thằng name user này thôi. Chấm add. Đây, ví dụ như mình cái thằng user đầu tiên mình sẽ đặt là tin coder, đúng không? Đây, tương tự cái thằng thứ hai mình đặt ví dụ như là Văn Anh chẳng hạn. Đó, đây ví dụ như là Thị Thu. Ví dụ như vậy, mình có ba cái thằng user. Rồi, bây giờ thì các bạn chỉ cần truyền cái thằng set string này vào trong cái hàm của chúng ta như thế này thôi. Vậy là chúng ta đã thực hiện put một cái mảng string name user vào trong cái thằng share preference.
đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta lưu vào trong Share Preference thành công hay chưa bằng cách nào. Thì mình sẽ tạo ra một cái activity mới nhá. Đây các bạn vào cho mình cái file XML của cái thằng main activity này. Các bạn thay thế cho mình cái này, đó là một cái bottom đi. Đúng không? Để làm gì? Để mình sẽ click vào đây thì mình sẽ chuyển ra một cái activity mới và mình sẽ get dữ liệu từ cái Share Preference ra. Đây các bạn đổi tên cho mình cái text này, ví dụ như đây mình sẽ để là next screen. Đúng không? Các bạn đặt cho mình một cái ID, mình sẽ đặt là btl next screen. Đúng không? Rồi các bạn quay trở lại cho mình cái thằng này nhá. Thì trước khi mà chúng ta xử lý bắt sự kiện thì các bạn cần tạo cho mình một cái activity mới, đúng không? Các bạn click vào đây, các bạn chọn cho mình activity. Đây mình sẽ chọn empty activity. Mình sẽ đặt là main 2 activity. Mình nhấn finish. Rồi, vậy là thằng Android Studio nó đã tạo xong cho chúng ta một cái thằng main activity thứ hai, đúng không? Các bạn quay trở lại cho mình cái thằng main activity chính. Bây giờ chúng ta sẽ bắt sự kiện chuyển activity. Đây các bạn khai báo cho mình một cái button. Đúng không? Mình sẽ đặt tên là btn next screen sẽ bằng file view by ID. Để các bạn thực hiện ánh xạ view bình thường thôi. r.id.btl next screen. Rồi, mình sẽ bắt sự kiện .set on click listener, new on click listener. Rồi, thì chuyển activity thì chúng ta sẽ sử dụng kiến thức của cái thằng intent. Đây các bạn khai báo cho mình một cái thằng intent. Các bạn đặt tên sẽ bằng new intent. Tham số đầu tiên là các bạn truyền cho mình cái thằng main activity.zip. Đúng không? Tham số thứ hai là cái thằng mà chúng ta sẽ chuyển sang, đó là cái thằng main 2 activity.class như thế này. Và chúng ta chỉ cần start activity và các bạn truyền cho mình cái intent vào trong này. Vậy là xong. Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta chuyển sang cái thằng main activity thứ hai thì chúng ta sẽ check xem là chúng ta đã put dữ liệu vào trong Share Preference thành công hay chưa bằng cách là mình sẽ gọi cái mình sẽ lấy cái dữ liệu từ trong Share Preference ra để mình hiển thị lên một cái text view. Đây các bạn vào cho mình cái file XML. Mình sẽ sử dụng một cái thằng relative layout cho nó đơn giản nhá. Rồi các bạn khai báo cho mình một cái text view. Quit các bạn để wrap content cũng được. Đây mình sẽ set cho nó một cái text để cho các bạn nhìn bên giao diện này. Cái text color mình sẽ để là màu Android Black. Rồi, text size mình sẽ để ví dụ như là 20 SP. Mình sẽ căn chỉnh cái thằng này center in parent. Oh sorry các bạn, là center in parent. Đây, true. Đúng không? Rồi, đây mình sẽ thực hiện là padding 10 dp. Các bạn đặt cho mình một cái ID. Mình sẽ đặt tên là TextViewInfo như thế này để mình show dữ liệu từ trong cái thằng Share Preference. Rồi, các bạn quay trở lại cái thằng main activity 2. Các bạn khai báo cho mình một cái TextView. Các bạn đặt tên. Ở đây mình sẽ đặt tên là TextViewInfo. Các bạn ánh xạ view bằng file viewbydr.id.textviewinfo. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ get dữ liệu từ Share Preference ra. Đây các bạn khai báo cho mình một cái thằng set string như thế này. Đúng không? Các bạn đặt tên. Mình ví dụ như đây mình sẽ đặt là name user. Đó. Bằng các bạn gõ data local manager. Đây này, get name user. Đây chính là cái hàm mà chúng ta sẽ get dữ liệu ra từ trong cái thằng Share Preference. Đúng không? Rồi, bây giờ sau khi có một cái thằng name user như thế này rồi thì chúng ta chỉ cần show data lên cái thằng text view này thôi. Thì đây, các bạn là textviewinfo.setText. Các bạn là truyền cho mình cái setString là .toString. Ok, rất đơn giản, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử build cái tutorial lên xem cái kết quả chúng ta thu được là gì. Rồi, vậy là thằng Android Studio nó đã build xong cho chúng ta cái demo, đúng không? Đây là cái thằng main activity này. Chúng ta sẽ click vào một cái button để chúng ta chuyển sang cái thằng activity thứ hai. Đây, các bạn để ý này. Đó, nó sang cái thằng activity thứ hai. Và đây, đây chính là ba cái tên của ba cái thằng user. Đây, mà chúng ta đã add nó vào trong một cái set string. Đúng không? Chúng ta đã lưu nó vào trong Share Preference và chúng ta lôi nó ra bình thường như thế này. Đó, thì cái này rất là tiện nếu như các bạn muốn lưu một cái mảng string nào đó, đúng không?
Ok, ở đây thì nếu như mà các bạn thực hiện ghép dữ liệu bằng cách là cái thằng set string to string như thế này ấy, thì nó sẽ ra cái dạng như thế này. Còn nếu như mà các bạn muốn ghép từng cái thành phần một, tức là bây giờ các bạn muốn tách thằng tin coder này, thằng Văn Anh với lại thằng Thị Thu ra, đúng không? Thì các bạn chỉ cần thực hiện như sau cho mình. Đây, các bạn sẽ thực hiện một cái vòng for string. Ok, rồi cái string tiếp theo thì các bạn đặt tên. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên là string name. Đó, các bạn sẽ for trong cái gì? Chúng ta sẽ for trong cái set string này này. Đúng không? Ở đây giả sử như mình sẽ lốc ra nhá. Đây các bạn là có thể lốc.e. Đó. Cái tag thì các bạn để, ví dụ như ở đây mình sẽ để là name user. Ok. Còn cái tên thì mình sẽ truyền luôn cái thằng string name vào đây. Đó, các bạn chấm phẩy. Rồi, bây giờ mình sẽ build lên. Các bạn xem cái kết quả chúng ta thu được là gì. Đây chúng ta sẽ kiểm tra lốc. Đúng không? Các bạn để cho mình sẵn cái lốc thằng arrow này để chúng ta xem nó lốc ra cái gì. Rồi, đây, nó đã build xong. Đầu tiên thì mình sẽ clear cái thằng lốc này đi cho các bạn nhìn cho nó dễ nhá. Đúng không? Mình sẽ ấn next screen. Đây, các bạn để ý này. Đó, sang cái thằng main activity thứ hai thì các bạn thấy rằng mình sẽ đã lốc lần lượt từng cái tên của cái thằng user 1, đúng không? Tin coder này, Văn Anh, Thị Thu. Đó, rất là tiện. Ok, rồi, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta có thể put data vào cũng như là get data ra từ trong cái thằng set preference với một cái dạng dữ liệu, đó là một cái thằng set string, một cái mảng string, đúng không? Thì với những cái dạng khác thì các bạn thực hiện tương tự thôi. Nếu như mà các bạn gặp phải khó khăn gì thì các bạn có thể comment ở dưới video nhé. Cái video phần 2 này thì chắc là mình dừng ở đây thôi bởi vì nó cũng khá là dài rồi. Mình sẽ có một cái video phần 3 mình giới thiệu về cái thằng set preference này nữa. Đó là cách mà chúng ta sẽ lưu một object hoặc là một list object vào trong set preference. Chúng ta sẽ ứng dụng nhiều hơn trong thực tế. Ví dụ như khi mà các bạn login đúng không? Thì chúng ta cần phải lưu một object user vào trong set preference chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái phần 3. Thì hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video lần sau nhá. Nếu như thấy nội dung mình chia sẻ hay thì các bạn cho mình một like, một share, subscribe kênh YouTube của mình, bật chuông để có thể nhận thông báo khi mình ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.